gieo trên máy cho anh Tùng này. Của anh báo là gimbal không hoạt động ấy. Thì em kiểm tra là cái motor gimbal của anh bị lỗi này. Và cái chốt ngựa của anh, chỗ gimbal bị gãy này. Và bộ cánh của anh nát có rồi, em thay cho anh bộ cánh mới này. Đây. Thì có cái motor này, bộ chốt giữ motor gimbal này. Máy em đã kết nối này. Đợi chút đi. Đây, gimbal của anh hoạt động ok này. Điều xuống này, trái vậy này. Điện thoại em đã kết nối này, hẹn trên về đây. Cam lên xuống này. Điện GS16 nhé, em kéo chức năng bay cho. Máy giữ vị trí ổn định này, chức năng tiến lùi trái phải này. Hình ảnh trên về không rung lắc gì nhé. Điện toàn nhiều, anh bay vòng. Anh hoạt động ok rồi đấy. Em cho máy bay về này.